Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã dự lễ khởi công xây dựng dự án chợ Mường Lò khu C tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Dự án chợ Mường Lò khu C có quy mô xây dựng 28.000 m², tổng mức đầu tư trên 275 tỷ đồng, bao gồm khu ki-ốt kinh doanh các ngành bách hóa và dịch vụ tổng hợp, khu nhà chợ truyền thống, khu chợ đêm, khu kinh doanh không thường xuyên và các hạng mục phụ trợ khác, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khoảng 600 hộ kinh doanh trên địa bàn. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, dự án chợ Mường Lò khu C hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tiểu thương và là một tổ hợp dịch vụ sầm uất, an toàn, tiện ích và văn minh thương mại. Đặc biệt, dự án chợ Mường Lò khu C không chỉ tạo quan việc làm cho người dân trong khu vực mà còn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị, tăng thu cho ngân sách nhà nước và làm cho diện mạo của thị xã Nghĩa Lộ ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thương, quảng bá sản phẩm, trao đổi hàng hóa trong và ngoài địa bàn.